ngày chưa nhập ngũ, anh hay dẫn em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây. Ở đây em vắng thương người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến khói sương răng lối cỏ quen. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần san với những ưu tư. Có mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi. Mình vừa nghe một đoạn nhạc test qua chức năng Bluetooth kết nối với điện thoại, thì trên màn hình nó đang hiển thị là iPhone của Kim Thi, tức là em đang kết nối với cái iPhone đây, iPhone của Kim Thi qua chức năng Bluetooth. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Pioneer CM32. Dàn này sử dụng công nghệ Bluetooth đời mới hiện đại, đáp ứng nhu cầu nghe nhạc số hiện nay cho mình vừa tiện lợi vừa chất lượng. Chức năng thì gồm có CD, USB, Bluetooth, kết nối điện thoại, TV, máy tính qua sắt 3.5 ra đầu AV, hai đầu AV ra 3.5 hoặc là 3.5 ra 3.5 đều có luôn nha. Phía trước là ngõ 3.5, phía sau là ngõ bông sen, mình có thể kết nối hai ngõ một trước sau đều được hết. Loa theo dàn là Pioneer HM50 dòng loa cao cấp với công suất lên tới 200W trên cặp loa, hình thức loa đẹp tuyệt vời. Chiều cao là 26cm và chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng 30-35m2. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em. Cục đổi nguồn bên em mình có thể sử dụng cho hai dàn mini cũng lúc được, cho dàn trung, cho dàn đại được nha. Giá cục đổi nguồn là 200.000, hoặc mình có thể lấy điện 100V từ ổ áp ra, khỏi cần mua đổi nguồn vẫn được. Với chức năng Bluetooth tiện dụng như vậy nên khoảng cách vài chục mét vuông mình chỉ cần bật điện thoại, máy tính bảng, laptop hay những thiết bị nào có bắt sóng Bluetooth là mình có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần kết nối dây nhợ hay CD gì rất là rườm ra. Nếu mình không nghe Bluetooth thì mình có thể nghe USB, nghe đĩa, nghe chức năng cắm dây cũng được, nhưng mà chức năng Bluetooth đã quá tiện lợi và tuyệt vời rồi nên mấy cái kia nhiều khi không cần xài tới. Nhưng mà dàn vẫn full được chức năng cho mình để sử dụng luôn nha. Những dàn mini đời mới như vậy nó sử dụng chip âm thanh điện tử nên xử lý chất lượng âm thanh mượt mà. Mình có thể nghe nhạc vàng, nhạc trẻ lẫn nhạc đen ok, với kích thước gọn tiện để mình đặt để nhiều vị trí khác nhau như phòng khách, bàn làm việc hoặc là phòng ngủ thì ok. Ngoài ra em còn có khiển học, mình chỉnh được bass, kép, super bass siêu trầm, lọc âm equalizer và full chức năng nhiều hết nhiều chức năng tiện lợi khác trên dàn. Các anh nào có nhu cầu mua khiển học hoặc là chuyển đủ 100% em sẽ tặng cái khiển học cho mình luôn. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng USB nha. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại là 0931 008 099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng hoặc nhắn tin Zalo cho em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết vào Zalo cho mình tham khảo. Bên em bán hàng thì vui lòng chuyển đủ 100% được tặng remote học, hoặc chuyển cọc trước cho em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship giúp em. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bây giờ mình sẽ nghe CD đi. Em lỡ nhắn qua chức năng CD thì mình nghe CD trước, chút xíu mình nghe Bluetooth sau nha. Có người hỏi tôi tại sao ưa ca bài ca sầu nhớ ưa ngắm trắng mờ hoàng hôn, ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình duyên
sẽ nghe được nhạc qua chức năng USB. Và điểm đặc biệt của cái dàn này là cái remote mình có thể lấy đĩa ra được. Đối với những cái dàn khác dù có khiển zin hay là khiển học đều không lấy khay đĩa ra được, nhưng mà dàn này lấy được khay đĩa ra luôn. Ở trên này nó có nút âu phanh nè, mình chỉ cần nhấn lấy đĩa ra cực kỳ tiện lợi mà không cần đưa cái tay vào để nhấn nút luôn. Trời xuôi, vậy là USB, CD, Bluetooth em đã test cho các anh hoạt động hoàn hảo. Bây giờ mình quay mặt sau. Pioneer 100W một lo, 200W trên cặp lo. Lời hẹn thề. Công suất của amply 30W, sử dụng chip điện tử nên được anh đừng so sánh cái quát so với những cái amply mà xài tăng phô đời xưa nha. Ngõ ao biết cái nói điện thoại TV máy tính được sản xuất năm 2014. Trạm lo là sắt bắp chuối cực kỳ chuyên nghiệp. Hình thức lo quá đẹp. Đây là tổng thể mặt sau của dàn. Bây giờ em xin kết thúc luôn clip test. Cái nào mua hàng cứ liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng cho mình nha.